Mỹ vào Ấn Độ để sản xuất iPhone. Tờ thời báo Ấn Độ cho biết, hãng công nghệ Mỹ sẽ đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ cho các hoạt động tại nước này, chủ yếu để sản xuất iPhone. Hiển nhiên, Foxconn sẽ là một trong những bên hưởng lợi từ quyết định này. Động thái của Apple diễn ra trong bối cảnh thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc không có dấu hiệu giảm nhiệt. Một mặt ông Trump muốn công ty Mỹ rút về nước, mặt khác Apple cảm thấy áp lực khi đứng giữa hai làn đạn. Tại Ấn Độ, iPhone vừa phục vụ thị trường nội địa, vừa để xuất khẩu chẳng hạn nhà máy tại Chennai sẽ sản xuất iPhone cho nước khác có tin Apple đã làm việc với các nhà cung ứng thiết bị địa phương nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra thông suốt ban đầu Apple sản xuất iPhone tại ấn độ để tuân thủ quy định của nước này yêu cầu công ty nước ngoài bán sản phẩm tại ấn độ phải sử dụng nguồn lực địa phương tuy nhiên dần dần iPhone sản xuất tại ấn độ được xuất đi nước khác bắt đầu từ năm nay có vẻ như Apple muốn biến ấn độ thành trung tâm xuất khẩu iPhone ra thị trường thế giới có vẻ hãng này vừa muốn tăng sự hiện diện tại đất nước đông dân thứ hai thế giới, vừa muốn giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Có tin Apple muốn chuyển ít nhất 30% năng lực sản xuất ra khỏi Trung Quốc trong các năm tới để tránh lệnh trừng phạt do cấm vận hoặc hàng rào thuế quan gây ra.